Xin kính chào tất cả các quý vị và tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị và tất cả các bạn nói về tìm cái phong thủy nhà ở hướng tốt cho cái người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Thì cái người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thì đợt trước tôi đã xem là ba bươi déo, đó là xem nhà hướng Đông Nam, hướng Bắc và hướng Đông. Hôm nay là tôi sẽ xem một hướng nữa cho người tuổi Canh Tuất, đó là hướng Nam các bạn. Rồi mời tất cả các quý vị và tất cả các bạn cùng đón xem nhé. Giờ video hôm nay là chúng ta học qua cái bài là phong thủy nhà ở cho người tuổi Canh Tuất hiện tại là đang ở hướng Nam. Chúng ta nên biết người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là mạng so tiếng xuyến kim, tức là mạng kim, cung bích tự là cung trấn đó. Và nam nữ xem chung, tại vì cung trấn là nam mà nữ cũng là cung trấn. Giờ khi mà người cung trấn 10 tuổi Canh Tuất nói riêng và tất cả người cung trấn nói chung thì chúng ta sẽ coi cái bảng này, coi trong một cái video này. Rồi mời tất cả các quý vị và tất cả các bạn cùng theo dõi. Nhiều việc đầu tiên thì chúng ta phải định ra được 8 hướng, trong đó có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Thì trong 4 hướng tốt đó nó sẽ có 2 hướng bị là khắc vị, thì tôi sẽ nói ra đây. Chúng ta để ý cái hướng màu đỏ mà tôi đánh dấu màu đỏ là hướng tốt, trên đây cũng vậy. Và cái hướng màu đen hoặc là màu xanh là hướng xấu. Thì còn cái hướng mà tôi đánh dấu chéo này gọi là bị khắc vị. Vậy là một người của chúng ta chỉ có 2 hướng tốt để chúng ta xây nhà, còn trong 4 hướng tốt thì có 2 hướng bị thất vị, cho nên còn 2 hướng còn lại mình gọi là hướng tài vị. Cho nên là một con người chỉ có được 2 hướng để chúng ta xây nhà, còn 2 hướng tốt khác đó là 2 hướng thất vị, thì không nên xây nhà trong 2 cái hướng thất vị. Khi mà chúng ta xây nhà trong 2 hướng thất vị thì chúng ta sẽ tốt được trong vòng 3 năm, và trong vòng 3 năm đó thì hết 3 năm thì mình sẽ bị rơi vào cảnh bán gia bại sản các bạn. Mà các bạn nên để ý á, nếu mà trong 3 năm đầu mà chúng ta xây nhà đó, mà nếu mà các bạn không có đặt đúng theo cái phong thủy á, thì 3 năm này thì mình nói là tốt, nhưng mà mình đặt sai phong thủy á, thì nó cũng thành xấu. Thì mình bị lãng phí 3 năm, thì 3 năm trong 3 năm đó mà mình làm ăn không có thì đến sau hết 3 năm là mình sẽ đi xuống luôn đó. Cho nên là chúng ta phải, khi mà các bạn bị phạm vào những cái nhà mà bị thất vị hoặc là những cái ngôi nhà xấu, thì ít ra các bạn cũng phải biết cái cách sắp xếp đó, là bếp, phòng vệ sinh và phòng ngủ ở đâu trong cái từng cái nhà của mình, từng nơi ở của cái nhà của mình, để chi, để nó dớt được phần nào nó dớt. Và nếu mà nhà của bạn mà nằm trong 2 cung thất vị thì nó sẽ giúp, nếu mà các bạn đặt đúng chỗ, đúng nơi, đúng cái phong thủy thì nó chỉ giúp trong 3 năm đầu các bạn sẽ làm ăn tấn tới, tiến tài tiến lộc. Và từ cái nhờ 3 năm đầu tiến tài tiến lộc đó mà các bạn sẽ có một cái số vốn để các bạn bắt đầu sửa nhà lại các bạn. Tức là hỡi 3 năm là sửa nhà, 3 năm là sửa nhà, thì các bạn sẽ làm ăn phát lên. Nếu mà nhà của các bạn là thuộc về hai hướng thất vị thì mới sửa. Còn mà các bạn mà nó không nằm trong hai hướng thất vị mà nó nằm trong hai hướng tốt là phục vị và sinh khí, nên nhất là sinh khí là hướng nam nè các bạn, thì các bạn không cần phải sửa, mà các bạn chỉ cần sắp xếp phong thủy theo theo cái bản đồ này là các bạn có thể tốt trong vòng 20 năm đó. Vẹn vẹn là 20 năm, mà hiện tại bây giờ thì nó đã cuối cái quận 8 rồi. Cuối cái quận 8 thì cho nên mình chỉ tốt được có 4 năm nữa. Và sau 4 năm thì nó sẽ qua quận 9. Nếu mà các bạn mà qua quận 9 mà các bạn còn nếu mà qua quận 9 á, thì chúng ta lại lập một cái phi tinh đồ khác. Và từ cái phi tinh đồ đó các bạn so thử là
cái quận của cái ngôi nhà của các bạn nằm trong quận chính á, nó có bị cái gì hay không, và nếu mà nó không bị cái gì thì chúng ta vẫn giữ tiếp tục cái ngôi nhà đó cho đến khi hết quận chính. Còn nếu mà trong quận chính mà cái ngôi nhà của chúng ta mà bị xấu một cái gì đó hoặc xấu nặng thì các bạn nên đập nhà ra và sửa lại thì cho nó phù hợp với quận chính các bạn. Thì khi mà cái ngôi nhà này mà nó rơi, nếu mà nó bước qua quận chính á, thì chỉ có hướng bính là tốt thôi các bạn, còn hướng ngọ, hướng nhằn, hướng đinh đều là xấu hết, đều là bị thất vị. Tại vì khi mà cái hướng này hướng ngọ thì hai số 8 nằm ở ở nằm hướng ngọ, và hướng đinh thì hai số 8 nó nằm tại tại cái hướng nhà, mà hai số 8 này trong quận 8 á, thì nó rất tốt tại vì nó là đương quận. Nhưng mà cho tới cái ngay cái quận chính á, thì cái ngôi số 8 mình gọi là bị thất vạn, tức là bị thối tài, nó sẽ bị hao tài tốn của các bạn. Cho nên nó là trong cái quận chính các bạn cần phải sửa lại. Và trong cái năm nay là năm Tý thì cái hướng nam là hướng ngọ, cho nên bị xung với cái năm đó, hướng ngọ này bị xung với cái năm, cho nên đó là trong cái năm Tý các bạn không nên xây cái nhà ở hướng nam. Còn nếu mà các bạn nào đã có nhà hướng nam mà ở xây ở những năm khác rồi thì các bạn cứ để yên đó và coi thử cái mình có sắp xếp đúng cái phong thủy hay không. Còn nếu mà không thì chúng ta phải sửa lại cho đúng các bạn đó. Rồi bây giờ là tôi sẽ đọc 8 hướng. Hướng đông thì là thuộc về phục quỳ, hướng tây thì thuộc về tuyệt mệnh, hướng nam thì thuộc về sanh khí, hướng bắc thì thuộc về thiên y thì bị thất vị nè, hướng đông nam thì thuộc về phúc đức cũng bị thất vị nè các bạn, hướng đông bắc thì thuộc về lục sát, hướng tây bắc thì thuộc về ngũ quỷ, hướng tây nam thì thuộc về họ hại. Và trong trong hướng nam thì nó có là 3 sơn hướng, đó là bính, ngọ, đinh. Cái ngay tại hướng bính thì là từ 157 độ dữ cho đến 172 độ dữ là hướng bính, còn hướng ngọ là từ 172 độ dữ cho đến 187 độ dữ là hướng ngọ, còn hướng đinh thì từ 187 độ dữ cho tới 202 độ dữ thì là hướng đinh đó. Từ cái những cái tọa độ này các bạn mới phân được cái nhà của các bạn nằm trong cái nằm trong cái cung nào của cái hướng nam đó. Thì các bạn nên biết cái hướng nam đó là hướng sanh khí thì cực kỳ tốt đó, hướng nhà mà hướng nam là cực kỳ tốt các bạn, là được sanh khí. Nhưng mà chúng ta muốn phát triển cho cái sanh khí này nó tốt lên thì chúng ta bắt buộc phải đặt cho đúng cái phong thủy nhà, chứ không phải là các bạn thấy nó là sanh khí là các bạn thấy là nó là tốt rồi các bạn muốn làm gì là muốn đặt cái gì cũng được đâu các bạn. Các bạn mà đặt không đúng chỗ thì cái sanh khí này nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu các bạn. Nếu mà các bạn không đặt đúng theo cái quy luật của nó thì cái sanh khí này nó sẽ không phát huy được cái tác dụng của nó đó. Các bạn nên biết đây là hướng đông bắc hướng đông bắc thì chúng ta nên biết hướng đông bắc là nó thuộc về lục sát, mà hướng tây bắc thì nó thuộc về hướng ngũ quỷ. Các bạn nên biết cái hướng tây bắc nó có là tức càn hợi, nó có 3 cung tức càn hợi, trong đó có một cái cung càn là chính giữa tây bắc, là cái cung đó chúng ta không nên được để bếp đó, không nên được để bếp. Còn mà cũng nằm ngay tại hướng tây bắc nhưng nó mà nằm trong 2 cung là tức hợi thì chúng ta có thể đặt bếp ngay chỗ đó, nhưng mà nó nằm ngay cái cung càn thì chúng ta không nên đặt bếp, tại cung càn tượng trưng cho người cha, tượng trưng cho người chủ nhà. Nếu mà chúng ta đặt bếp ngay đó, cái bếp là trấn áp hung thần thì nó vô tình nó trấn áp luôn cái ông cha thấy đồ bệnh một mà mắc, cho nên nó là cái cung càn này là rất nguy hiểm. Nếu các bạn nào mà có la bàn á, các bạn để cái la bàn ngay chính giữa nhà này, rồi các bạn coi thử cái hướng bếp của các bạn á, nó nằm ngay cái cung càn hay là cung tức hay là cung hợi, thì khi mà nó nằm ngay tại cung càn thì chúng ta nên đặt bếp lại, và nếu mà nó thuộc về cái cung tức hoặc cung hợi thì chúng ta vẫn tiếp tục vẫn để yên nó. Thì các bạn nên nhớ là
Nhà hướng Nam thì các bạn nên đặt bếp ngay tại hướng Đông Bắc và đặt phòng vệ sinh ngay tại hướng Tây Bắc các bạn. Đó. Rồi xong rồi bây giờ chúng ta qua cái phòng. Cái phòng thì khi chúng ta đặt phòng thì chúng ta nên lựa cái hướng Đông. Đó. Hướng Đông thuộc về hướng Phục Quỳ. Và khi đặt phòng thì cái đầu của chúng ta xây về đây và cái chân của chúng ta xây về hướng nhà lại các bạn, hoặc là cái chân của chúng ta sẽ quay vô cái dòng thành này thì nó cực kỳ tốt. Quay vô dòng thành này á thì nó thuộc về hướng Phục Quỳ, mà nếu mà đưa cái cảnh về trước nhà thì nó thuộc về hướng Sanh Khí là cực kỳ tốt, nên đưa cái cảnh về trước nhà. Đó. Nhưng mà nếu mà đưa cái cảnh về trước nhà thì nó đụng cái bàn thờ, cho nên là chúng ta nên để cái ngay đây, tại vì là hướng này cũng là hướng tốt, là hướng Đông Nam nè, hướng Đông Nam là hướng Phúc Đức nè. Tuy là nó thất vị, thất vị là nó nói về cái hướng nhà thôi, còn cái hướng mà để đồ đạc trong nhà là không tính thất vị các bạn. Đó, hướng Đông Nam thì nó có là chúng ta nên đặt là cái bàn thờ ngay chỗ đây. Đó, tại vì được cung Phúc Đức thì càng tốt, chúng ta đặt bàn thờ ngay đây. Và mặt bàn thờ thì chúng ta quay về hướng này luôn các bạn. Đó, quay về hướng trước nhà luôn. Đó. Còn các bạn nên lưu ý hai cái cung này là hai cung xấu, các bạn nên nên bỏ các bạn. Và ngay cái hướng này là các bạn nên lưu ý là cái hướng về sau nó thuộc về hướng Bắc là hướng Thiên Y. Đó, hướng Thiên Y là cực kỳ tốt, cho nên là chúng ta phải để một cái lỗ thông gió để cho không khí nó vào, để khí nó vào. Khí này là khí trị bệnh các bạn, khí này là mang sức khỏe lại cho gia đình, cho nên là chúng ta nên được một cái lỗ cho đây để cho cái khí khí sức khỏe nó vào. Rồi hai cái khung này là một là chúng ta để trống, hai là chúng ta để kho tại hai khung này, hai khung xấu hả. Rồi bây giờ chúng ta điều quan trọng là khi chúng ta đặt bàn thờ ở đây thì cái lỗ này nè các bạn làm một cái cửa sổ để cho cái khí này nó thông vào các bạn. Hướng Đông Nam là nó thuộc về Phúc Đức là nó tốt lắm, để cho cái khí này nó thông vào là cực kỳ tốt hả. Mà cái hướng rồi xong chúng ta qua tiếp là cái hướng cửa ngõ. Tại sao hướng cửa ngõ chúng ta đặt ngay chỗ đây đó, các bạn nên biết là cái hướng này là hướng Sanh Khí nè các bạn. Hướng nhà của mình đang ở là hướng Sanh Khí đó. Hướng Sanh Khí bây giờ là cái khung này đáng lẽ là chúng ta đặt ngay cái cửa ngõ này tại chỗ đây, nhưng cửa ngõ này tại chỗ đây nó thuộc về Thanh Long, chúng ta không nên đặt. Thanh Long chỉ thích tỉnh chứ không thích động, còn Bạch Hổ thích động mà không thích tỉnh đó. Cho nên là ngay chỗ này mà Bạch Hổ thì lại ngay cung xấu, cho nên chúng ta nên dùng cái phong thủy phi tinh để chúng ta lận coi thử là nơi nào tốt và nơi nào xấu. Các bạn nên biết nếu mà nhà của các bạn là hướng Tý, hướng Tý, các bạn nên biết ngay tại hướng Nam thì lúc nào á cái hướng chỗ đây nè, mở cửa ngõ ngay hướng chỗ đây lúc nào cũng xấu hết các bạn, cũng xấu hết. Cái hướng này là hướng, nếu mà nói về phi tinh á thì phong thủy phi tinh thì hướng này là hướng xấu à. Còn mà nói về phong thủy phi tinh á, cái hướng chỗ đây nè các bạn là hướng Tây Nam này nè, nó thuộc về là hướng Bính. Nếu mà nó là hướng Bính thì nó tốt cho sức khỏe. Nếu mà nó là hướng Bính, ví dụ nhà của bạn là hướng Bính thì cái chúng ta mở cửa bên đây á, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe đó. Là hướng này hướng Bính nè thì nó tốt cho sức khỏe. Còn nếu mà nhà của các bạn là nhà hướng Ngọ và hướng Đinh, khi mà các bạn mở cửa ngõ ở đây thì nó sẽ tốt về tiền tài, tài vận à, nó sẽ tốt về tài vận. Cho nên á là chúng ta nên đặt ngay cái cửa ngõ ngay tại hướng này. Mà nhưng mà cái hướng này nó bên phong thủy phi tinh thì nó tốt, nhưng mà bên phong thủy bất trạch thì nó xấu, cho nên chúng ta ngay chỗ đây chúng ta bích lại. Và cái cửa ngõ của chúng ta là nửa khung này các bạn, tại khung này là khung Sanh Khí mà khung này là khung xấu, nhưng mà chúng ta lấy một nửa bên này, một nửa bên này á, thì nó lại tốt. Nếu mà nhà của các bạn là hướng Bính
thì các bạn sẽ tốt về sức khỏe khi mà mở cửa ngõ ngay chỗ đây. Còn mà các bạn nhà của các bạn là hướng ngọ và hướng đinh thì các bạn sẽ tốt về tài vận đó. Cho nên các bạn nên để ý những cái điểm chủ yếu như yếu đó đó, là cái cửa ngõ là rất là quan trọng. Các bạn nên để ý cái cửa ngõ. Cái cửa là không được để hai cái cửa nó đối xứng với nhau. Ví dụ các bạn muốn đem cái cửa này nó lệch vô đây cách đây một tí thì cái nhà cái hướng hướng cửa chính của các bạn phải phải qua bên đây à, phải lệch qua, không được để hai cái nó đối xứng với nhau như vậy là nó là rất là hung à. Còn cái bếp các bạn ở dưới cái bếp không được có cái hố cái hầm đó, à, là cực kỳ hung hiểm cái hố cái hầm đó. À, và nếu mà các bạn nhà có lầu thì ở trên bếp các bạn không được để phòng ngủ à, trên bếp không được để phòng ngủ, tức là mình nằm trên đầu ông táo hoặc là cầu tiêu à, cầu tiêu ở trên đầu ông táo là cực kỳ là hung đó, cầu tiêu và phòng ngủ. Nếu mà nhà của các bạn là có lầu thì cái nơi này các bạn tốt hơn là để trống à, tại vì ở dưới là ông táo là cái bếp, mà chúng ta đặt đồ dơ hoặc là những cái gì không nên đó, mà đặt ngay chỗ đây là chắc là hung rồi. Video đến đây Hạnh Nhật Tấn xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho Hạnh Nhật Tấn để kênh của Hạnh Nhật Tấn một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều tư duy hơn, có nhiều niềm vui hơn và sẽ có những bài giảng hay hơn để cống hiến cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Hãy nhớ bấm like và kéo xuống video, bấm nút đăng ký. Nếu tất cả các quý vị chưa đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các bạn. Khi các bạn bấm nút đăng ký thì các bạn sẽ nhận được nhiều video hay hơn nữa các bạn. Cho nên đừng tiếc một cái bấm nút đăng ký, các bạn chẳng mất một cái gì đâu.